Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Tô Hiếu, chuyên đi công thiết kế tiểu cảnh núi non bộ bẻ cá coi, tranh đá tranh đắp phù điêu, đắp tượng và đắp các con vật. Hôm nay Tô Hiếu vừa làm xong một con trâu bằng xi măng. Kích thước của con trâu là dài 2m, cao 1m2, nặng khoảng 3 tạ rưỡi, 100% đắp bằng thủ công bằng tay. Anh em nào đang có cái không gian tiểu cảnh sân vườn hay là có không gian trang trí những cái con vật như này cực kỳ đẹp để làm những cái sản phẩm như này thì tôi hiểu đầu tư rất nhiều công, đầu tư không tiếc công, làm cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm một cái sản phẩm tôi hiểu có chỉ được. Trồng xi măng nhé, cực kỳ đẹp. Để những không gian tiểu cảnh sân vườn rất chi là hợp lý, cực kỳ đẹp nhé. Anh em nào đang có nhu cầu làm thì hãy liên hệ ngay cho tôi Hiếu theo số máy 0976 626566 để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất, cũng như giới thiệu cho anh em bạn bè, người thân. Ai có nhu cầu muốn làm những sản phẩm tôi Hiếu thì hãy giới thiệu cho tôi Hiếu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu đây là lần đầu tiên anh em xem video clip thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bạn bè, người thân để theo dõi những video mới nhất tôi Hiếu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rất chi đẹp nhé. Đây. Và tôi Hiếu cũng đang hoàn thiện xong con ngựa vằn nữa đây. Để không gian tiểu cảnh sân vườn cực kỳ là đẹp nhé. Con ngựa vằn nữa. Anh em có nhu cầu làm những con vật nhân nào, kích thước muốn làm theo kích thước riêng của mình thì có thể liên hệ cho tôi Hiếu nhé. Tôi Hiếu làm mọi kích thước và phục vụ anh em trên toàn quốc. Đây. Cực kỳ đẹp nhé. Anh em nào đang có nhu cầu thì xin hãy liên hệ ngay cho tôi Hiếu theo số máy 0976 626566 để được tư vấn và báo giá cụ thể. Ngoài làm những cái sản phẩm con vật này ra, tôi Hiếu còn làm bẻ cá coi, tranh đắp phù điêu, đắp tượng, đắp hoa văn nữa nhé. Anh em nào đang có nhu cầu thì liên hệ cho tôi Hiếu theo số máy 0976 626566 để được tư vấn và báo giá cụ thể. Và kính chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và thành công trong lĩnh vực công việc của mình. Và sau đây tôi Hiếu xin dừng video clip tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em vào trong những clip lần sau. Xin chào.